Chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em kit ATmega 8V1. Thì đây là phiên bản sử dụng chip điều khiển ATmega 8 dán với các tính năng nhỏ gọn để làm các ứng dụng đơn giản. Kit này rất thích hợp cho cái việc làm các cái loại xe mô hình nhỏ và các cái đầu ra kết nối rất là tiện dụng, có chân IO, đầu ra kết nối rất tiện dụng. Thì mạch sử dụng cổng nạp ISP và sử dụng nguồn mini USB và hỗ trợ nguồn đầu ra 3.3V. Bên cạnh đó thì mạch cũng có những cái nút nhấn đơn và led đơn để các bạn điều khiển. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.